Xét xử vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, người thân bật khóc, chủ cơ sở liên tục nói không biết. Sáng 24 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết. 15 nữ, 17 nam và 3 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2022 tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Trước khu vực cổng tòa án, lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ, chỉ những người nào có giấy triệu tập mới được tham dự phiên tòa. Ngay từ sáng sớm có rất nhiều người thân của các nạn nhân đã có mặt trước khu vực cổng Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương để chờ vào tham gia phiên xử. Trong 6 bị cáo bị đưa ra xét xử thì có 5 bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gồm Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng đều là cựu cán bộ phòng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, Phạm Thị Hồng, cựu phó đội trưởng thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh. Còn bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ của đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, trong tổng số 7 bị can bị khởi tố thì chỉ truy tố và xét xử 6 bị cáo. Một bị can là Nguyễn Duy Linh, cựu đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An, đã mất vào tháng 6 năm 2023 do bệnh lý nên đã đình chỉ điều tra. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú luôn miệng nói không biết khi hội đồng xét xử hỏi về giấy phép kinh doanh cơ sở karaoke. Bị cáo trình bày cho đồng xét xử biết là cơ sở karaoke Phú này hoạt động từ thời gian nào, bị lắp tin giấy phép và đăng ký các hoạt để kinh doanh ngành nghề có điều kiện bị như thế nào, bị cáo trình bày. Một lần xin thưa đồng xét xử là cái giấy phép hoạt động kinh doanh đó là không được, là có lúc nào bị cáo nhớ, tại vì cái hồi xưa là ba bị cáo là một cái dịch vụ nào đó làm rồi về bị cáo biết thôi, cho nên là cáo không nhớ, là cũng không biết là có từ lúc nào. Bị cáo không rõ, nói chung là cái lệnh nhà bà bên ngoài làm dùng cho cái giấy phép bị đưa về từ bị cáo ký thôi. Đưa về cho bị cáo ký, giấy phép này là giấy phép tự hay là giấy phép kinh doanh hay là loại phép gì? Dạ, nói chung là từ giấy, nói chung là giấy phép xây dựng thì bị cáo không biết đâu. Còn giấy phép kinh doanh thì bị cáo khi ký cái giấy rồi đồng ký trong tờ giấy cái đơn thì cấp giấy phép kinh doanh này. Karaoke là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó bạn phải có lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Những cái thủ tục phòng cháy chữa cháy thì bị cáo thiết lập như thế nào? Bị cáo không biết. Bị cáo không biết. Dạ. Ai là người xin các cái hồ sơ về việc là phòng cháy chữa cháy cho cơ sở karaoke An Phú? Có ba bị cáo làm. Ba bị cáo làm. Dạ. Vậy thì bị cáo tiếp nhận từ ông hay từ giai đoạn nào? Hay là xuyên suốt quá trình xin phép này là do thực hiện? Dạ, ngay từ đầu ba bị cáo làm. Ví dụ hồi xưa thì bà bị cáo không biết. Như vậy ai là người có đơn yêu cầu về việc là thẩm duyệt các cái hồ sơ thiết kế các phòng cháy chữa cháy? Khi đó bị cáo không biết. Đơn vị nào thực hiện việc thiết kế phòng cháy chữa cháy? Khi đó bị cáo cũng không biết. Bị cáo không biết. Bị cáo biết cái gì thì về hoạt động của cơ sở kinh doanh karaoke An Phú? Bị cáo chỉ biết khi vào cuối năm 2019 là lúc đó ba bị cáo bị bệnh ở ngoài Hà Nội và không tiếp có quản lý nổi, thì lúc đó là ba bị cáo kêu bị cáo là nghỉ làm ở bên chỗ cái công ty trước, bị cáo là làm về bị cáo quản lý quản cái đó. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và ngày 25 tháng 10. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.